Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chất lượng và cuộc sống. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất. Như thường lệ, mời quý vị theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chia sẻ yêu thương với học sinh vùng cao Mường Bằng Sơn La Giá vàng giảm gần nửa triệu sau ngày thần tài Phạt hàng trăm triệu đồng môi giới bất động sản vi phạm dạp chiếu phim Hà Nội mở cửa sau 9 tháng ngừng hoạt động. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 2, đoàn thiện nguyện của tạp chí Chất lượng và Cuộc sống đã tổ chức chương trình từ thiện trao quà cho điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Bằng thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La những món quà cả về vật chất và tinh thần đã được trao đến tận tay các em học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn với mong muốn phần nào giúp đỡ và động viên các em tại vùng sâu vùng xa trong con đường đến với con chữ Chương trình chia sẻ yêu thương là chương trình thiện nguyện được tổ chức thường niên do Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam phối hợp với Chi bộ Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, tạp chí Chất lượng và Cuộc sống tổ chức, đặc biệt cùng với sự hỗ trợ đồng hành của các nhà hảo tâm là công ty cổ phần Him Lam, công ty cổ phần Uniben, tập đoàn Tân Hiệp Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát. Trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Bằng là trường liên cấp, bao gồm 8 điểm trường, trong đó có một điểm trường là trung học cơ sở và 7 điểm còn lại là tiểu học. Điểm trường trung học cơ sở có 521 em học sinh, điểm trường tiểu học có 292 em học sinh. Những điểm lẻ có những trường chỉ có vài chục em học sinh, điều kiện đi lại giữa các điểm trường hết sức khó khăn do đường đồi núi và khoảng cách xa, điểm xa nhất cách 17 km đường đèo. Các thầy cô cũng gặp nhiều khó khăn trong việc động viên và hỗ trợ các em học sinh đến trường. Dù chưa phải là điểm trường sâu nhất trong khu vực, nhưng chặng đường vào trường đoàn thiện nguyện đã gặp không ít những khó khăn. Đường đồi núi nhiều dốc cao và gập ghềnh, rất khó để ô tô đi lại, vào mùa mưa để vào trường chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe máy. Hiện nay trường đã được trang bị điện thắp sáng nhưng hệ thống mạng lưới vẫn còn chập chờn, khó liên lạc và đặc biệt là không có kết nối mạng Internet. Trường có 5 lớp học đã được xây dựng khang trang tuy nhiên vẫn còn một gian nhà gỗ được xây dựng tạm bỡ thấu hiểu được những khó khăn của thầy trò trường tiểu học và trung học cơ sở mường bằng ông vũ văn diện phó chủ tịch hội khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng việt nam chủ tịch hội đồng biên tập tạp chí chất lượng và cuộc sống đã chia sẻ về mong muốn nâng cao điều kiện tiếp cận giáo dục cho các em học sinh vùng sâu vùng xa Trải qua cung đường đèo mà các em học sinh ngày ngày phải đi bộ đi học, những lớp học với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Ông Diện kỳ vọng thắp sáng hơn nữa, tinh thần dạy và học vượt qua hoàn cảnh của thầy trò mừng bằng. Để những mầm non nơi đây được phát triển vươn cao trong tương lai, góp phần trí thức cho đất nước. Ông Nguyễn Huy Thiêm, Giám đốc Khối Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Him Lam. Có lời động viên các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập dù khó khăn là vậy nhưng không thể làm vơi đi mong muốn học tập của các em các em chính là động lực to lớn nhất để các thầy giáo cô giáo tại mừng bằng gắn bó thêm với bản làng nơi đây nhằm giúp đỡ các em học sinh vơi bớt khó khăn và góp thêm yêu thương tới các em ở bản làng xa xôi chương trình chia sẻ yêu thương của hội khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng việt nam tạp chí chất lượng và cuộc sống cùng đại diện các nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới tận tay các em học sinh từng xuất quà trọn vẹn tình thương yêu hướng về học sinh nghèo khó Những nụ cười ngây thơ và ánh mắt háo hức tràn đầy niềm vui của các em học sinh, đó là món quà vô giá mà chúng tôi được nhận sau mỗi chuyến đi với hy vọng những mầm non của đất nước sẽ cố gắng hơn nữa trong hành trình đi tìm con chữ. Mùa xuân đã đến, những cánh hoa đào hoa mận đã nở rộ khắp núi rừng. Những bài giảng và tiếng cười đùa của các em cũng cứ thế vang vọng khắp các lớp học ở Mường Bằng. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 2, giá vàng biến động dữ dội trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thị trường vàng miếng hạ nhiệt nhanh chóng so với những phiên giao dịch sôi động trước ngày vía thần tài, trong khi đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác. Tính đến 9 giờ 15 ngày 11 tháng 2, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 61,1 triệu đồng một lượng, bán ra 61,8 triệu đồng một lượng, giảm thêm 400.000 đồng một lượng so với cuối ngày 10 tháng 2. Có thời điểm giá vàng SJC giảm sâu hơn về 61,75 triệu đồng một lượng vào đầu ngày giao dịch. Tương tự, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng giảm mạnh khi được các doanh nghiệp niêm yết quanh 52,7 triệu đồng một lượng mua vào và 53,7 triệu đồng một lượng bán ra, giảm mạnh tới 550.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng VNNG ổn định khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh 53,3 triệu đồng một lượng mua vào và 54,3 triệu đồng một lượng bán ra. Tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.090 đồng một USD, giảm tới 18 đồng một USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 22.530 đồng một USD mua vào và 23.180 đồng một USD bán ra, giảm 10 đồng mỗi USD. Trước đó tại Việt Nam, giá vàng SJC trong ngày thần tài mùng 10 tháng riêng tức ngày mùng 10 tháng 2 có lúc vọt lên 62,7 triệu đồng một lượng. Ở mức giá này, những người nắm giữ vàng miếng đã ồ ạt bán ra, buộc giá vàng SJC giảm sốc 500.000 đồng một lượng, chốt cuối ngày tại 62,2 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng thế giới 12 triệu đồng một lượng. Đêm 10 tháng 2, Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát cao hơn dự kiến khiến thị trường tài chính phản ứng hết sức mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2022 của Mỹ tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo là 7,2%. Trước sự suy yếu của USD và giá cổ phiếu tại Mỹ, nhiều người đã dịch chuyển một phần vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay có thời điểm tăng 17 USD một ao, từ 1.825 USD một ao tăng vọt lên 1.842 USD một ao, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 2. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định 16 quy định xử phạt hành chính về xây dựng. Theo đó, hàng loạt hành vi vi phạm trong hoạt động môi giới bất động sản sẽ bị xử phạt hành chính từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, phạt 40 đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hết thời hạn sử dụng theo quy định, tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ, cho mượn, cho thuê hoặc thuê mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới, vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Phạt 120 đến 160 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn sử dụng. Mức phạt này cũng áp dụng với vi phạm hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định. Trường hợp vi phạm quản lý, ứng dụng công khai thông tin nhà và thị trường bất động sản quy định phạt 60 đến 80 triệu đồng đối với những hành vi như không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn kê khai bất động sản cho cơ quan quản lý thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của cơ quan nhà nước mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý hệ thống thông tin bất động sản. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho biết, đến nay mới cấp chứng chỉ hành nghề cho khoảng 10% người làm môi giới, còn lại 90% chưa được cấp chứng chỉ. Việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ cũng rất yếu và thiếu, một số nơi không quan tâm thực hiện chức năng này. Việc kiểm tra xử phạt cũng khó vì cơ quan chức năng không đủ lực lượng, kiểm tra không thường xuyên và sẽ không kiểm soát được. Về lâu về dài phải quản lý bằng mã số định danh, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Thành ủy yêu cầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép dạp chiếu phim, các cơ sở và địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật được mở cửa trở lại. Để chuẩn bị cho công tác mở cửa trở lại, các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh, kiểm tra trang thiết bị tại dạp chiếu phim CGV ở Yêu Môn Long Biên, Hà Nội đã diễn ra hết sức khẩn trương. Tại cổng vào, khu vực bán vé đều dán mã QR để phục vụ việc khai báo y tế của khách hàng. Khi đến dạp, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay được trang bị tại dạp, thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Tại quầy bán vé, các vị trí đứng của khách hàng được sắp xếp cách nhau tối thiểu 2m, phòng chiếu sẽ không mở bán 100% số vé, vị trí ghế được đón khách sẽ cách nhau hai ghế và sắp xếp so le giữa các hàng ghế. Việc này sẽ kiểm soát ngay từ khâu bán vé. Đại diện BHD Phạm Ngọc Thạch cho biết, đơn vị mua số lượng lớn khẩu trang, găng tay y tế, nước khử khuẩn phục vụ cho công tác phòng dịch. Do nhiều nhân viên đã nghỉ việc trước đó trong thời gian dài đóng cửa, hầu hết các dạp chiếu phim đều khó khăn về nhân sự. Tuy nhiên, nắm bắt được nhu cầu người dân Hà Nội háo hức trở lại dạp, công tác chuẩn bị cũng được diễn ra hết sức cấp rút. Ông Lê Hoàng Minh, giám đốc marketing kỳ vọng việc dạp mở cửa trước ngày lễ tình nhân Valentine, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 sẽ mang lại doanh thu khả quan. BHD ưu tiên chiếu các phim Việt dịp Tết. Ngoài ra, dạp sẽ chiếu lại bom tấn như Spider-Man No Way Home và một số phim hoạt hình phục vụ gia đình khác. Để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh lây lan, các dạp chiếu phim yêu cầu mỗi khách hàng khai báo y tế trước khi vào xem phim. Dữ liệu này giúp truy vết dễ dàng. Trong giai đoạn đầu mở cửa, khách hàng sẽ có sự e dè. Tuy nhiên, việc xem phim chiếu dạp khá an toàn bởi người xem luôn đeo khẩu trang và giữ trật tự. Trong 3 tháng dạp phim ở thành phố Hồ Chí Minh mở cửa chưa có ca F0 nào lây lan. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0243 574 7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a.gmail.com. À Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!